Rồi quay đó. Rồi. Rồi anh đi đi. Coi trong ánh sáng. Quay. Em đi xuống trước chứ hả? Em đi xuống trước. Rồi quay lại đi. Ủa sao nó chưa chạy anh? Anh coi. Mấy đứa đang chạy đó. Đang rét đó. À. Chữ rét đó. Mà em cứ đè xuống hoài vậy hả? Không cần. Bấm cần. Rồi là... Em đứng lại đây. Em đi một cái đó chứ. Tự đi ra đây em lại xe này. Quay cảnh vật ở đây mới tới quay anh. Không thấy cái đường đi đâu hết trơn. Quay lại coi, em đứng lại coi, xa lắm. Không thấy cái mặt anh đâu chân, tặng thấy cái lưng với cái người không, không biết là ai nữa. Quay cái mặt lại đưa tay chào một cái. Cào tiếp đó. Trời ơi, tiếc rồi, bay ào 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 vô mặt em luôn. Kéo, nếu mà thấy xa kéo lại gần. Anh biết sao không có tay, không có cảm giác. Trời ơi. Quá trời tiếc luôn. Lạnh quá, bịch cứng cỡ này mà còn lạnh nè. Hôm nay chắc bão tuyết rồi. Hả? Hôm nay là bão tuyết rồi. Chưa. Em quay chiếc xe mình coi, tuyết cỡ này nè. Em đứng vô chiếc xe coi. Anh cào giống gãy ngứa quá. Rồi bóp tắt đi. Bóp chút xíu à. Bóp ngay chỗ đó lại. Mạnh xuống. Mấy cái nhà. Quay vô phòng nhà. Rồi bóp mạnh. Mạnh xuống. Được chưa?